rằng là sản phẩm phim của chúng mình có thể đi tới vòng nào và không biết là có lọt vào chung kết được hay không. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thanh Huyền và mình là trợ lý đạo diễn trong ekip của bộ phim Điều Chưa Nói. Lý do mà chúng mình đăng ký tham gia cuộc thi này chính là chúng mình muốn thử sức xem là cái khả năng của chúng mình tới đâu, những cái điều gì mà sai sót hoặc cần lưu ý thì chúng mình có thể rút kinh nghiệm trong những lần làm phim sau này. Ngoài ra, khi tham gia cuộc thi này, chúng mình còn muốn học hỏi, giao lưu với các đội thi khác trong trường về tư duy làm phim cũng như cách làm phim của mỗi đội. Từ đáy lòng mình, tôi mong các em hãy cố gắng học tập tốt. Và rồi, các em sẽ gặt hái được vinh quang của chính mình. Các em sẽ thành công, thành công. Như tôi. Vỗ tay. Khi mà chúng mình tham gia cuộc thi lần này, nó là chúng mình vừa vui và vừa lo lắng. Vui là bởi vì cuối cùng nhà trường cũng tổ chức cho chúng mình một cái sân chơi để chúng mình có thể thực hiện đam mê cũng như sở thích của tụi mình. Còn lo lắng là chúng mình không biết được rằng là sản phẩm phim của chúng mình có thể đi tới vòng nào. Mục tiêu chúng mình đặt ra cho mùa giải năm nay chính là phải vào được vòng chung kết và ít nhất là phải có được một cái thưởng mang về để khích lệ tinh thần cho mọi người trong nhóm và cũng như là làm tiền đề để có thể tham gia các cuộc thi sau này. Chúc cho cuộc thi của trường năm nay diễn ra thành công tốt đẹp, có thật nhiều bộ phim chất lượng và cũng chúc cho Noodle Team của mình giành được giải thưởng cao nhất.